Thưa quý vị, Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã diễn ra vào ngày 27 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 2 tháng Chạp năm Kỷ Hợi tại trụ sở văn phòng Ban trị sự Chùa Đạo Nguyên, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ vừa qua. Chứng minh buổi tổng kết có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, cùng chư tôn đức ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh, các ban ngành ban trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, đại diện chính quyền. Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Thiện Thành nhấn mạnh, Phật giáo tỉnh Quảng Nam đạt được những thành tựu khả quan trong năm 2019 là nhờ vào sự đoàn kết, hòa hợp, nỗ lực không ngừng của các thành viên ban trị sự Phật giáo tỉnh, các ban ngành trực thuộc, ban trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố, cũng như chư tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh. Hòa Thượng bày tỏ sự tin tưởng vào trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết của chư tôn đức tăng ni Phật tử, từ đó sẽ đạt nhiều thành tựu Phật sự trong năm mới. Tại hội nghị, Đại đức Thích Thắng Thiện, Phó Thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh, đã báo cáo hoạt động Phật sự năm 2019 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Theo đó, trong năm qua, Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã kiện toàn nhân sự các ban ngành chuyên môn đi vào hoạt động. Bên cạnh những vấn đề khó khăn tồn tại trong năm qua, các ban ngành trực thuộc cũng có nhiều hoạt động tích cực trên các lĩnh vực tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, nghi lễ, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội, thông tin truyền thông. Đại đức Thích Viên Trừng, Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh, trình bày định hướng hoạt động Phật sự năm 2020 gồm 12 điểm trọng tâm như xây dựng văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, tổ chức hội nghị tăng ni toàn tỉnh, mở lớp trung cấp Phật học dành cho cư sĩ Phật tử, phối hợp thực hiện chương trình ký kết giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh, vận động hưởng ứng công tác phối hợp bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa và ni lông, thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc cơ sở những địa phương có đông tín đồ, kiện toàn nhân sự cơ sở giáo hội, tiến tới Đại hội Phật giáo cấp huyện, tổng hợp tiểu sử và thực hiện phóng sự về các chùa trong tỉnh, tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm về đạo hiếu năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thọ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban trị sự Phật giáo tỉnh trong năm qua, góp phần xây dựng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Dịp này, hội nghị cũng thống nhất đề cử Thượng tọa Thích Huệ Phát, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, tham gia vào Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ năm 2017-2022. Trước đó, Ban trị sự Phật giáo tỉnh cũng đã giới thiệu bổ sung Đại đức Thích Quảng Thông, Đại đức Thích Thông Khiêm, Đại đức Thích Quảng Hiền tham gia Ủy viên dự khuyết Ban trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ năm. Hội nghị kết thúc được chư tôn đức thành viên phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng tích cực và đi đến thống nhất thông qua nghị quyết hội nghị.